mình dạ ông nội cho kìa. Ô quá trời ơi, ô lấy chàng đi con, lấy chàng. Ủa được chưa, nó không chịu, mình hồi mình đi về Cà Mau. Cầm tiền đi cho nó cầm tiền đi. Nè nè con này hết. Hơn nè, hơn hơn. Hơn nhỏ nhỏ này nè. Ồ, nè nè nè. Con dịch nè, con dịch nè. Ê, con dịch nè. Ê, nè nè, nè nè. Hơn. Lấy dạ con ơi, lấy dạ. Kìa lấy con nè, sợ mà nội cho này à. Quá trời ơi. Nè là có bụng kìa. Nhớ xin nhận cái tiền nha. Đưa cho lắc cái hộp đi, đưa cho lắc cái hộp đi. Ừ, giỏi, yeah, đẹp quá đó. Đi. Thank you.
Thì lấy hết rồi. Lấy bao nhiêu nha cha. Nãy nào thì cần được nào. Đúng rồi, chắc là sáng nhất này mới thấy người á. Tìm muốn gì bóc cho ngoại coi coi, muốn cái gì? Vậy gọi cho nó. Lấy cái chữ. Ờ đúng rồi, biết chữ mới làm được. Chuyện này chỉ nói chứ là bác sĩ rồi. Rồi, nó giết chứ bác sĩ rồi. Rồi. Con lấy gì? Con lấy gì? Sao con thích cái nào? Nè con thích cái nào nè con? Để thử cho nó. Thử cho nó. Rồi bắt thêm, bắt thêm. Đưa cho ngoại. Rồi, rồi. Rồi con lấy gì lấy nữa đi. Con thích cái nào nữa? Đưa cho ngoại, thích cái nào lấy cho ngoại. Rồi, con thích cái nào nữa? Rồi, con lấy cái nào nữa? Con lấy nào nữa? Nào nữa? Rồi, con lấy gì cái nữa? Hùng cái đi con, hùng cái nha. Hùng đi. Ừ, cầm lên hùng cái đi. Thích cái nào hùng cái đi. Rồi, chạy cái nào đó. Rồi, bóc ra, bóc cái nào. Hùng cái đi đâu ngoài. Bây giờ thích vàng hả? Thích chữ lọc à. Giờ thích vàng rồi. Thích vàng hơn à. Thích vàng, lấy cái gì trước.